Chị em vào đấy. Rồi chị lên đi. Để tí để đéo hết luôn. Anh thấy cái kiểu gì phải lấy tiền mà. Ô cái chân mà. Dạng háng mình đi. Làm. Mẹ nó đổ xuống này nó xuống ao không biết rồi nhỉ. Còn cá rô phi thôi. À, được sáng đúng rồi. Cho em chụp với nào. Chị ra chụp đi. Em tắt lại rồi. Cặp đôi Thắng Trinh, xin mời. Đôi hoàn cảnh. Nào đi đây, hai bạn. Đạp không được ấy, đạp nhanh quá không cả. Đây có mình anh đạp vẫn đi mà. Yeah. Nếu mà em mà đạp thì mình lại vướng. Vướng. Không kịp nhấc chân. Ui giờ lên thôi. Không quay không kịp. Xe này đi yếu thật. Đạp nhanh thế mà không khỏe được. Lạnh. Mát nhỉ. Đạp xe vừa nóng lại vừa mát. Đội này đi bộ à? Không thuê xe mà đi. Nói hóa, em hỗ trợ nào. Xuống đây chụp bão. Mô. Hiền. Ai xa xa kia? Chùa Phượng Hoàng, tưởng là phun cho kịp cỏ hay sao á? Tại cây màu ra chứ. À phun thật. Có thật mà. Héo kìa. Nó còn nó về sau rồi nó ăn nhỉ. Nhưng mà trên này có hoa anh Thắng. À, ui, cái bãi này ấy này, chị ngoài đây. Ôi, chưa có. Chưa có. Chưa có. Đứng ở xa thôi. Đi đứng ở xa thôi, đứng ở đâu đây? Xa vẫn vào trong đấy, bảo xa đấy, đến là vào sâu. Ở trên này thời tiết đẹp lắm các chị ơi, đừng có vào thuốc trừ cỏ. Em Trinh bên cạnh cây thông. Nhớ ảnh ra. Chẳng lẽ về là cột nhà thôi. Đóng thuê là xe à? Đi bộ từ bên kia sang à? Đi ra đi, đi ra cả lại. Đang bảo với anh Thắng bảo. Trời ạ. Vòng vòng vòng. Không phải đi đường đâu đi. Đạp xe. Vòng trên đây đi anh ơi. Có hai chục không? Chục chị thử đi xem là xe này à? Có nặng không? Thế mà xe bên kia đi đạp yếu thế nhỉ? Đạp cứ trượt trượt ạ. Đó, xe này đạp khỏe hơn. Ồ, không phải thế chứ, trượt cá thật đi, ra đổi cái xe khác đi. Chạy ra đổi đi. Đạp cứ như là xe không... Đạp lên dốc này. Được lên được mà. Khỏe. Yeah, khỏe lắm. Có phải chủ không tin à? Ta vào một vòng, ta quay lại, ta lại vào. Đây. Cứ lượn khắp đi. Mười giờ đi mà, mấy giờ lắm. Nhẹ nhàng từ từ gì chứ xe bên kia đạp em không chết hết cả chân.
trượt cá. Thấy chưa chị, thấy chưa? Thấy cứ bảo chị ông đạp. Tăng tốc lên dốc. Tăng tốc đấy. Không được xuống nhỉ, phải đạp lên đấy nhỉ. Nếu mà xuống là mình thua nó đấy. Đúng rồi, đạp mạnh lên anh. Như thế này nó mới gọi là sử dụng. Ui, sao dụng chân. Không được dừng. 2, 3 nhanh. Tiếp tục vào. Làm mạnh vào. Lên đi, lên đi, đừng dừng. Đội kia sao? Đập cho chân cá lên sao buồn cười. Đâu, cái xe đấy nhẹ đó, không phải chở cá đâu. Đạp nó nhẹ xe đấy à? Xe đấy đạp cho nó mới nhẹ đó. Khí hậu mát mẻ Đà Lạt thu nhỏ. Ôi, thở không nổi. Mẹ thở. Nuôi béo thì kéo sập xe. Anh nghỉ à? Con ngủ đi, ai bây giờ? Cho em thêm một trò nói anh ơi. Các lều tình yêu. Bạn nào có cặp có đôi thì lên đây thuê lều nghỉ ngơi ở bên dưới rừng thông nhá, lãng mạn lắm. Anh kêu nhảy lúc nào phải nhảy nhá. Đồ ăn phanh rồi. Xe điện. Nhiều, xe lượn một phát là hết vòng. Nhưng mà có kịp dừng lại chụp ảnh đâu. Đẹp nhỉ. Kiếm đâu ra anh người yêu cũ để về đây thuê trò nhỉ. Người yêu mới đầy đéo tính người yêu cũ. Này, yêu lãng mạn thế, thơ mộng thế. Một lều ở đây bao nhiêu một đêm nhỉ? 1 triệu. 1 triệu quá. Ta lại quay lên người ta ta mình kia nhá. Ra này không nặng lắm, đèo đạp lên gốc mèo. Lên dốc đi. Ui lên, đi lên. Ui lên dốc lại quay lại chụp. Giảm béo, giảm béo. Lên đi. Nếu mà đi xe đạp mà có phải là đi. Đi giảm mỡ rồi cái này toát mồ hôi lưng ra. Kể không? Em hết quần áo thay rồi nhá, mang có 2 bộ ấy ạ. Xe đạp kia, xe kia đạp khỏe nhá. Là con Nguyễn nó không biết đây, xe đấy có trượt. Em cứ tưởng con trượt cá. Nhanh lên nào. Xe đấy có trượt lượng mà. Đạp đi. Đạp rồi. Xe đấy có trượt lượng. À, em thấy cây nó đạp mà em cứ không kịp vòng quay là cứ chết hết cả chân. Ô cái xe cô đơn đấy nhở. Lên đây Trinh ơi. Lên đi đường nào. Vòng lại bên kia đây. À, tao ra mạch. Ra bên hồ đi. Tao ra mạch, tao ra mạch. Tao ra mạch, chân trống đâu. Mệt quá. Trời ra một cái này á. Chỗ bờ suối à. Cẩn thận nha, đừng chụp hơn họ đang làm cái gì mất hay nha. Cửa kính đi. Anh em
có bớt một cái kiểu mũ gì hết. Rồi tao kia làm chi nữa. Bằng sang đây. Chụp cho một cái nào. Đây đây nào. Ôi. Buồn buồn run, buồn run chân. Bên nào đấy, vòng bên nào ấy? Vòng bên nào? À ok. Bên này mình đi rồi lúc nãy á. Đi rồi, vòng vòng lại bên đây đi. Rồi mình đi bên nào? Đi vòng sang đây ta, chúng ta đi một lần bờ hồ nữa. Đó húng tím cái này. Ừ, lá nó giống thật đấy chứ. Lá nó giống thật đó. Nhà bao việc, không ở nhà bán bún lại lên đây đạp xe. Đi vòng quanh ở đây không? Ô không lá chân trống thế à? Không có non thôi, sao xe ăn à? Tại con nín nó nặng thôi. Có chỗ ra ngoài có hết mà. Em đi một lần rồi, sợ bỏ sư rồi. Thụt lên thụt xuống rồi quay rồi thụt. Quay đi em cũng đi rồi. Chụp chi ra mắt chống không. Chắc phải xuống đây. Không xuống đâu, ta đã quay lại rồi, chi đâu. Ôi, họ. Không, vòng đi lại xuống, đi. Đi cua xuống vẫn được mà. Không, đua xuống vẫn được đi. Nhưng lại quay lại. Không có đường. Có đường đi chứ. Không, bỏ mít ta. Xe đạp đi được mà. Thôi, lao xuống hồ thì hết ăn rồi. Ở đây chụp đây thì chụp đi này. Đúng. À, lên trên kia đó, lên trên kia chụp đó. Chắc đi. Không. Tự nhiên lại vòng có bờ, có bờ. Bờ tao ôm lấy xe. Thà đi chủ yếu là đạp để đi vòng chứ. Biết thêm ăn sáng nhiều lên tí. Mình ăn cực nhiều. Chắc là tắt xuống đây được. À không được. Có 2 3 4 thôi mà. Anh á. Nói thế cho bọn đi. Lấy đà. Bỏ sang chỗ phê xe không ạ? Xe nó rời nó nặng lắm. Có đổi xe không? Này tiêu hao năng lượng cực tốt này. Đói để tí ăn cơm được nhiều. Nhảy. Hôm sau đi nhá, Yến Phi ơi.
theo được. Mát quá. Tiến hay. Vòng sang bên này chứ, bên trái chứ đi. Bên trái chứ, tí nữa là vòng bên kia hả? Vâng. Tí nữa mới quay lại chỗ này. Phải. À, đi bên phải. Đi bên phải được, tí nữa quay lại được. Có đường mà đúng không? Ừ. Hello. Hello. Chị à? Đi nhanh chứ, không phải kịp chơi. Tí quay lại mà chơi. Ý là đi được thế này thôi, đi xong rồi thế thì... Ý là muốn cho nó mát. Thôi giờ này đi nhẹ nhàng đấy. Thì tầm này nó cũng mát mà. Ô, ở trong này có khách sạn à? Chắc là đắt lắm đấy nhỉ? Ở trong này à? Con lắm. Con voi kìa. À, là con voi, ba con voi. Tí dừng xe giống như... Ủa, không có đường lên à? Đúng rồi, vòng đi kia đường, không có đường lên rồi. Chắc là phải có đường vòng. Có đường đi bộ không? Quay hết cái... Đi lượn vòng hết đi ta. Đi lại đi bộ lên. Đi bộ lên đầu bên kia đó. Đây này, đầu đây này. Đi cho đảo lượn. Đi một vòng này là được đấy, nhỉ. Đợi họ với. Đôi kia. Ừ. Anh có bảo họ bắt xe đi đường hết này. Hay nhỉ, đi bộ lên à. Lên chỗ nào? À rồi rồi, tí nữa lên chứ, cứ anh em cứ chơi đi. Con hươu cao cổ. Nó ở trong rừng. Đội kia đi bên kia thật rồi. Các bạn này ở đây, các bạn ơi. Nhím. Các bạn cứ chụp đi. Hết vòng rồi lại thấy vòng sang bên kia. Em bảo anh đi tay trái không nghe. Thì đã được đi đoạn này đâu. Ở nhà đang mưa mà ở đây khí hậu mát mẻ, tạnh ráo đẹp nhỉ. Hơi bị lý tưởng luôn, không nắng không mưa. Mệt thì thôi. Không có cá không? Đừng là người tình luôn nhỉ. Ừ. Còn có cái me ăn quả có tạp kìa. À. Cái me quả tròn á. À, cái loại me rừng á. Ừ, đây này, đây này, nó đây này. Ừ. Đúng rồi. Hơi chua chua chát chát nhỉ. Quả trắng trắng đâu, tròn tròn đâu. Nói đến em lại nuốt nước miếng à. Chát chát nhưng mà uống nước lại ngọt lưỡi. Tiếc mấy cây bằng lăng anh Khánh trồng ngày trước ở cơ quan ấy nhỉ. Nhưng bốc hết đi. Đang còn trên đấy. Đợi đoạn này. À, đang. Nó đang đây được. Mát. Đạp xe thế này mát. Mệt tí nhưng mà lại gió mát. Đi bộ đi bộ không mát đâu. Có gió. Chân là còn nóng này. Cứ
cân năng cốc cái này gọi là gió. Mua gió đấy, mua thời tiết khí hậu đấy. Lớp sau mà lại cho lên đây nữa chắc cũng chán dạ nhỉ. Lâu mới quay lại. 5 năm 10 năm quay lại. Nhà anh hơn 10 năm rồi đó. Em mới đi năm kia. Còn năm trước kia nữa cũng đi. Lần sau là đi xe máy rồi. Mệt. Mỏi lưng lắm, đi xe máy. Đi hai người chứ. Xi măng mà như cái gây gỗ thật đấy. Ờ, gỗ thật đấy sao? Xi măng thật. Xi măng. Cho chơi ở đây cả mấy tiếng chán rồi nhỉ? Mấy giờ rồi bây giờ? 8:30, 10:30 mới ấy các bạn, mới lên xe rồi. 10:30 mới. Chơi xong rồi đó. Cô chào con chị. À, tí là sang chơi một quả lái tàu hỏa đây. Ui, con cầu. Đang hay khéo nó cho vào đầu ấy nhỉ. Ở đây có cái cống đây. Đi hướng nào đây? Hướng này xem có cái gì. Anh ấy đi bên trái không? Không đạp xe lên dốc này. Trái còn gì? Tí vòng lại em mới lên. Hắn mặt nóng lại đi vào vòng. Ở bên đây này có cái nếp nhà sàn. Công hoàn đấy là ngay đây không mẹ? Thì đấy, cùng đi. Đâu, cái đạp gì đấy? Thả mồ cú, đi vào nhân. Là có gì đâu. Vào ấy sợ. Nó lấy phòng à? Có đường ra không? Đi dừng lại chỗ mấy con heo chụp ảnh với hội kia đi. Đi hồng kia. Có đường ra đó. Có đường ra. Đẹp nhỉ. Hội Trinh đâu rồi nhỉ? Nó lên trên đồi rồi. Người ta lên đồi nhá. Lên đồi nhá. Anh Tùng à? Tưởng ai? Anh Tùng ơi. Kia yếu hơn mình kìa. Tí về em đau hết hai cái chân. Giống nhau, tao giống nhau. Quyết tâm không xuống đâu nào. Không xuống đâu nào. Hai con lực sĩ. Không xuống đâu nào nữa. Quyết tâm không xuống đâu nào. Xuống nào nhỉ? Bọn anh đang đi, em cứ tụ đi. Chụp nhanh lên. Không bôi được. Đi vào đây à. Ai chụp vào. Mệt chí. Mệt quá. Mệt à. Đội kia đâu hết rồi á? Hội Trinh đâu nhỉ?
lượn cho hết ngày anh Quang này. Mất công đi. Ôi mệt à. Trên rừng mà có đôi xe ăn. Club. Chụp cho tôi với. Đây có chim mà chụp cái à quả bí. Đây đấy, có cái cổng này. Vòng xuống đằng kia thì đi đến đâu á? Thôi phát này thôi. Tạm biệt các bạn nhá. Sợ tiết kiệm pin để đi chụp ảnh tiếp đây.